Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Bóng Đá Today. Và ngày hôm nay, trước khi đến với những thông tin chi tiết thì chúng ta đừng quên ấn đăng ký kênh và ấn chuông để cùng cập nhật những tin tức bóng đá mới nhất và sớm nhất các bạn nhé. Còn bây giờ thì bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Zidane thừa nhận Ronaldo có thể trở lại Real Madrid. Chính thức Manchester United hoàn tất hợp đồng với Mbappe 2.0. Man United bắt đầu nhớ Pogba. Tức nước vỡ bờ, ngôi sao thất sủng tìm đường rời Man United. Nhà cầm quân người Pháp lên tiếng về khả năng tái hợp với cậu học trò cũ Cristiano Ronaldo tại sân Santiago Bernabeu trước thềm trận đấu với Atalanta ở vòng 16 đội Champions League. Huấn luyện viên Zidane không lảng tránh những tin đồn về việc Cristiano Ronaldo có thể trở lại khoác áo kền trắng. Những tin đồn hoàn toàn có thể trở thành sự thật. Chúng tôi đều biết Ronaldo, hiểu những gì cậu ấy đã làm cho Real. Tuy nhiên, Ronaldo đang là cầu thủ của Juve, mọi chuyện sẽ được giải đáp trong tương lai, gồm dẫn lời phát biểu của Zizou. Trước đó, báo chí cũng đưa tin người đại diện Jorge Mendes đã liên lạc với Real để bàn về khả năng trở lại sân Santiago Bernabeu của CR7. Cầu thủ người Bồ Đào Nha được cho là đang có ý định rời Juve sau khi lão bà bị loại khỏi Champions League từ vòng 1/8. Anh cũng đối mặt sức ép khi bị một loạt huyền thoại và cựu danh thủ của Juve đều lên tiếng chỉ trích Ronaldo sau thất bại trước Porto. Trước thềm trận đấu gặp Cagliari tại Serie A, giám đốc thể thao Prastici đã bất ngờ quay ngược thái độ với Ronaldo. Ông khẳng định Ronaldo là tương lai của Juve. Ngoài ra thì cựu danh thủ người Italia còn dùng cụm từ nhà vô địch để ca ngợi tiền đạo sinh năm 1985. Ronaldo gia nhập Juve với giá là 112 triệu euro vào hè năm 2018. Trong 3 mùa giải tại Allianz Stadium, CR7 chưa thể hoàn thành nhiệm vụ giúp đội bóng thành Turin giành chức vô địch Champions League. Lão bà bị Ajax loại ở tứ kết mùa bóng 2018-2019, dừng bước ở vòng 1/8 trong 2 mùa giải gần nhất bởi Lyon và Porto. Trong cả 2 lượt trận gặp Porto mùa này, Ronaldo đều không ghi bàn. Thêm một bản hợp đồng quan trọng nữa chính thức được Manchester United ký kết. Dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, công tác đào tạo trẻ được đẩy mạnh và thực tế cho thấy chiến lược gia người Na Uy cũng thường xuyên trọng dụng những cầu thủ trẻ. Trong bối cảnh ngoại hạng Anh sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ bởi Brexit, Man United cũng sớm chiêu mộ những măng non tài năng để chuẩn bị cho tương lai, đơn cử như trường hợp của Amad Diallo. Và mới nhất, Man United tiếp tục củng cố tương lai đội bóng khi chính thức ký hợp đồng chuyên nghiệp với một trong những cầu thủ tài năng nhất học viện, đó là Mabry. Chi tiết thương vụ không được tiết lộ, nhưng Hannibal sẽ gắn bó với Man United dài hạn theo xác nhận từ trang chủ. Chàng trai trẻ chuyển đến khoác áo Man United từ AS Monaco với bản hợp đồng trị giá 10 triệu euro vào mùa hè năm 2019 đã nhanh chóng cho thấy được những phẩm chất rất điêu luyện và được đánh giá là Mbappe đệ nhị. Đây là bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên của Hannibal tại Old Trafford. Trước đó, Quỷ Đỏ Thánh Manchester cũng thực hiện động thái tương tự với Sorai cách đây không lâu. Ở tuổi 18, Hannibal chưa ra mắt đội hình chính nhưng lại là cầu thủ nổi bật ở đội U23. Thực tế, Hannibal đã được đôn lên tập luyện với đội 1 và chắc chắn cơ hội sẽ sớm đến với măng non này. Manchester United đã giành chiến thắng trước West Ham nhưng họ bắt đầu thấy nhớ Paul Pogba với khả năng tổ chức tấn công của tiền vệ này. Man United vẫn đang đi đúng hướng. Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước West Ham United mới đây giúp thầy trò huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer củng cố vững chắc vị trí trong top 4, đồng nghĩa một suất dự Champions League mùa tới. Tuy nhiên, bàn thắng duy nhất của Quỷ Đỏ lại được thực hiện theo cách bất quy tắc nhất, một pha phản lưới của hậu vệ đối phương. Thiếu tính hệ thống trong tổ chức tấn công là căn bệnh trầm kha của Man United suốt nhiều năm qua, nhất là dưới thời huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer. Chính vấn đề này khiến MU gặp nhiều khó khăn trong việc giành chiến thắng trước đối thủ dưới cơ, nhất là những đội bóng xác định tử thủ như West Ham hay cách đây không lâu là Crystal Palace. Hình ảnh trung vệ thủ quân Harry Maguire liên tục hò hét đồng đội xử lý bóng gọn gàng và nhanh chóng tiến sang phần sân đối phương là minh chứng cho sự ù lì này. Lật ngược vấn đề, Man United đang rất thiếu những cầu thủ biết cách tổ chức tấn công, bao gồm mẫu sáng tạo và mẫu di chuyển không bóng. Mẫu sáng tạo là những cầu thủ có khả năng sáng tạo để thực hiện những đường truyền tiến công mang tính đột biến cao. Bruno Fernandes là mẫu cầu thủ này, nhưng một mình tiền vệ người Bồ Đào Nha không thể cáng đáng toàn bộ khâu tổ chức tấn công cho Quỷ Đỏ. Paul Pogba tuy hơi đỏng đảnh nhưng cũng là mẫu cầu thủ đủ đẳng cấp thực hiện những đường truyền đột biến như vậy. Ngoài ra cũng phải kể đến cả Luke Shaw, cầu thủ đạt phong độ cực cao trong thời gian qua. Tuy nhiên, không gian sáng tạo của Luke Shaw bị bó hẹp bên hành lang trái. Hãy nhìn sang Man City, không chỉ được tổ chức tốt hơn, The Citizens có rất nhiều lựa chọn để phát động tấn công, tiêu biểu như Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Riyad Mahrez, Phil Foden hay kể cả Cancelo và Zinchenko.
Mẫu di chuyển là những cầu thủ chạy chỗ khi không có bóng, cần nhấn mạnh trong một pha lên bóng, chỉ có một cầu thủ cầm bóng, còn lại đều không có bóng. Vì vậy, việc di chuyển đòi hỏi tính đồng bộ có mục đích để tăng cường độ gây áp lực và kéo giãn hàng phòng ngự cô đặc của đối phương. Rashford và Daniel James đều là những cầu thủ giàu tốc độ, tuy nhiên khả năng di chuyển không bóng của bộ đôi này đều thiếu hiệu quả. Người để lại ấn tượng nhất đó là Mason Greenwood, song tài năng trẻ sinh năm 2001 lại thiếu may mắn với hai lần dứt điểm dội cột dọc. Từ tháng 12 cho đến nay, Greenwood vẫn chưa ghi được bàn thắng nào. Vấn đề là Man United sắp sửa bước vào một trận đấu với tâm thế phải ghi bàn. Đó là cuộc tái đấu với AC Milan trong khuôn khổ vòng 1/8 Europa League. Trận hòa 1-1 trên sân nhà Old Trafford đặt thầy trò huấn luyện viên Solskjaer vào thế phải ghi bàn ở San Siro nếu như không muốn bị loại. Nhưng làm thế nào để đưa bóng vào lưới trong điều kiện đối phương lùi sâu đội hình để phòng ngự là bài toán nan giải cho Solskjaer và các học trò. Tất nhiên, sự trở lại của Paul Pogba đem lại cho MU nhiều kỳ vọng hơn trong trường hợp tiền vệ người Pháp không có những hành vi điên rồ. Man United nhiều khả năng sẽ chia tay một ngôi sao mà người hâm mộ từng đặt rất nhiều kỳ vọng. Không ai khác, đó là Donny van de Beek. Tiền vệ này được cho là đã sẵn sàng rời nhà hát của những giấc mơ vào cuối mùa giải. Tuyển thủ người Hà Lan, người đã gia nhập Quỷ Đỏ từ Ajax với giá 35 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2020, mới đá chính 2 trận dưới thời Ole Gunnar Solskjaer trong mùa giải này và cũng không gây ấn tượng. Và theo Daily Mail, Van der Beek đã sẵn sàng gác lại cơn ác mộng sau lưng. Van der Beek đã có kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán với phó chủ tịch điều hành của Man United Edward Woods trước khi kết thúc mùa giải để hỏi tại sao anh ấy lại bị phớt lờ. Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh ông chủ huấn luyện viên Solskjaer được cho là không hề muốn ký hợp đồng với Van der Beek ngay từ đầu. Van der Beek, 23 tuổi, đã nhận được nhiều lời khuyên từ những người đồng hương của mình trong mùa giải này. Họ tin rằng anh nên rời Man United bởi việc thiếu thời gian thi đấu có thể làm hỏng cơ hội tham dự Euro của anh. Marco van Basten khẳng định tiền vệ này không nên chuyển đến nhà hát của những giấc mơ, nói rằng đó là một quyết định thực sự tồi tệ và gây sốc cho đà phát triển của Van der Beek. Trong khi đó, Raphael van der Vaart nói rằng anh không thể chịu đựng được nếu bị một huấn luyện viên đặt vào tình huống như hiện tại. Ronald de Boer thì khẳng định việc Van der Beek phải tuyên bố rằng anh nên được cho mượn hoặc thậm chí là bán đi nếu tình hình của anh ở Old Trafford không được cải thiện. Bản tin ngày hôm nay của Bóng Đá Today đến đây là kết thúc. Đừng quên like, share video và để lại ý kiến ở phần comment. Và theo dõi, cập nhật thường xuyên những bản tin bóng đá mới nhất đến từ Bóng Đá Today các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.